Alo 1 1 2 3 4. Alo. Alo 1 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Vâng, vừa là lời đầu tiên thay mặt toàn thể anh em trên ban nhạc cũng như cơ sở mai táng trong thành quỷ xin gửi đến chính quyền địa phương các cấp sở tại quy định toàn quyển lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Vâng, và kính thưa gia đình toàn quyển, kính thưa quý bà khách, vì đời người như mấy hộp trời tàn và trần gian chỉ là khỏi tạm để kiếp người dừng chân nghỉ trọ, sanh lão bệnh tử là lý lẽ thường tình của con người không ai bao giờ tránh khỏi. Và ngày hôm nay là ngày mãn phần của cậu ông xa gợi trần thế quay chân bước gót vào lòng con cho Đức Phật, được sự chấp thuận của gia đình và sự điều động của cơ sở mai táng trong thành quỷ, điều động anh em chống cháu về đây trước nhất để thành tâm thành ý chia buồn cùng gia đình tam quyển. Và sau đó anh em chống cháu có dựng lên một lớp võ hoàng võ thực để tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy trong lúc anh em chống cháu di quan linh cữu có làm điều chi sơ sót, kính mong quý gia đình và quý quan khách niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Và sau đây đợi anh em chống cháu xin bằng phép được bắt đầu. Đã đến giờ kiếp nhật luân thời, kêu di phu gia nhập bãi quan. Thấy mặt cơ sở mai táng trong thành quỷ kính chào chính quyền địa phương, kính chào quý quan khách. Hồn ông được thầy tổng đưa về Tây Phương.
Phật, nhưng xác người còn nằm tại thế gian. Vậy hôm nay ta nhờ chịu kim tước khắp hoàng rồi linh cũ tái lạc phần mộ đó thôi. Sao không biết đây là thành niên dũng cảm mỗi ngày giàu càng.
Thank you.
Những con quỷ hung hăng sẽ xử kim tướng này như thế nào? Xin quý vị hãy hướng mắt về phía bên trên. Bắn xuống dây em ơi! Chạy hơn thằng quỷ xuống dây em ơi! Mày quýt không lợi con quỷ từ đâu thì sao vậy? We'll be right back.
này. Rất là gia đình thân quý kính thưa quý khách, và chương trình mà cho anh em chúng cháu còn rất là nhiều. Những gì thời gian gia đình đào quy định anh em chúng cháu đành các bài chương trình cỡ hợp tại nơi đây. Vâng, và xin mời quý vị hát và bên phía bên trên xem người đẹp tiểu lũ đến từ cơ sở Mai Sáng Chị Hồng Thành Quý, CD biểu diễn những tiết mục của mình.